Giữa lúc ồn ào của Đề Cao và Lâm Minh vẫn đang được dân tình bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn, hot girl đời đầu Mi Vân đã có chia sẻ khiến drama càng thêm nóng hơn bao giờ hết khi phơi bày con người thật của Đề Cao. Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin hot girl Lâm Minh livestream tố cáo bị gia đình chồng ra tay đối xử tệ. Rạng sáng ngày 27 tháng 5, Lâm Minh gây sốc khi đăng ảnh đã cạo chọc đầu. Nhiều người đoán rằng Lâm Minh cũng đang ngầm thông báo về những thay đổi lớn sắp đến trong cuộc sống nên mới chọn cách cắt bỏ mái tóc cũ. Cũng liên quan đến drama giữa Lâm Minh và Đề Cao, ngay sau khi sự việc gây ầm ĩ, một người nổi tiếng trên mạng xã hội đã có chia sẻ thẳng thắn. Người được nhắc đến là Mi Vân, hot girl đời đầu của Hà Nội. Trên trang cá nhân, cô nàng viết: "Đề Cao là cái gì? Thằng này tám ít bọn mình hay gọi là thằng nhím, một thời gian chuyên đú chen theo Tây, tàu từ thời Harajuku chứ chả có một cái gì. Style gì của bản thân nó, chả hiểu sao sau được lăng xê lên làm stylist, người tiên phong thời trang, nhưng vẫn chỉ là thằng bán đồ Quảng Châu xong chuyên đi săn các em gái triển vọng. Có cái vẻ bề ngoài bóng sáng nên các em mê, rồi lôi các em ra làm mẫu, làm hình ảnh cho cái brand của nó." Hết bài. Chưa hết, nữ hot girl này còn thẳng thắn nhận xét Đề Cao mặt mũi thì lấc ca lấc cấc, vẫn dựa vào hình ảnh vợ với người yêu để bán hàng. Thậm chí, cô còn tuyên bố ông xã Lâm Minh bị ảo tưởng về bản thân và ái kỷ nặng. Không chỉ gay gắt lên án Đề Cao, Mi Vân còn chắc chắn rằng Lâm Minh đã bị thao túng tâm lý sau khi quay xe bảo vệ chồng dù bị đối xử tệ. Bài đăng của Mi Vân nhận được nhiều sự chú ý. Dưới bình luận, đám đông đồng tình với cựu hot girl lên án hành động của Đề Cao, đồng thời mong Lâm Minh sẽ bình tĩnh giải quyết vấn đề. Về phía Đề Cao, anh đã lên tiếng thừa nhận bản thân mất bình tĩnh. Anh cho biết mẹ mình đã tương tác với vợ anh và lập tức vợ anh đã tương tác lại. Sau đó, Đề Cao cũng mất bình tĩnh và tăng tương tác vợ của mình. Kết quả, Đề Cao phải cho bốc hơi toàn bộ nội dung trên trang cá nhân né bão dư luận. Lâm Minh sinh năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô được đông đảo tín đồ mộ điệu biết đến khi hoạt động dưới vai trò người mẫu ảnh Fashion Nita, người dẫn đầu xu hướng. Với sắc vóc và sự kính nghiệp, nàng mẫu được nhiều thương hiệu thời trang nội địa chọn mặt gửi vàng. Bên cạnh đó, chuyện tình yêu giữa cô với anh chàng Fashion Nita nổi tiếng của làng thời trang Việt, Đề Cao cũng nhận được sự quan tâm không kém. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò năm 2020 sau khi công khai con đầu lòng năm 2022 trước sự ngỡ ngàng của đông đảo khán giả. Thế nhưng sau khi hạ sinh con trai đầu lòng cho Đề Cao, ít ai ngờ rằng Lâm Minh từng có khoảng thời gian chật vật với căn bệnh về tâm lý, nhiều lần xuất hiện với hình ảnh khác lạ, trạng thái không ổn định. Nhắc tới tên Mi Vân, mọi người sẽ nhớ ngay đến khuôn mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền duyên dáng cô sở hữu. Nhờ gương mặt xinh đẹp đáng yêu nổi bật đó, nên ngay khi mạng internet bắt đầu nở rộ trong giới trẻ Việt vào năm 2005 đến 2006, những bức ảnh của Mi Vân đã lan truyền nhanh chóng và trở thành ảnh nền điện thoại và màn hình máy tính của rất nhiều bạn trẻ. Thời điểm đó, cô được biết đến là một trong những hot girl đời đầu đình đám nhất Hà Nội, cùng thời với Thủy Top, Hoàng Thùy Linh, Vân Navi. Nhiều người ưu ái gọi Mi Vân với cái tên đệ nhất hot girl Hà Thành. Khác với những hot girl khác, Mi Vân tuy từng theo học khoa piano của Nhạc viện Hà Nội nhưng không theo nghệ thuật. Cô lấy chồng và sinh con khá sớm, lựa chọn cuộc sống bình thường. Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng cựu hot girl vẫn sở hữu vóc dáng thon thả, gu ăn mặc cá tính và đặc biệt có những phát ngôn rất thẳng thắn.